có biết dòng tiền lớn là nguyên nhân khiến giá chứng khoán tăng hoặc giảm? Hơn 95% nhà đầu tư đang thua lỗ vì không biết bí mật này. Finasoft xây dựng hệ thống thông minh phát hiện được hành vi dòng tiền lớn, giúp đưa ra tín hiệu giao dịch chính xác, mang lại lợi nhuận vượt trội cho người sử dụng. Dùng thử ngay hôm nay! Xin kính chào tất cả các anh chị. Rất vui khi được gặp lại tất cả anh chị trong buổi livestream buổi tối ngày hôm nay, ngày 25 tháng 1. Đầu tiên thì có lẽ là cũng như thường lệ, chúng ta sẽ cùng điểm qua một chút về diễn biến của thị trường chung qua hệ thống chỉ báo tâm lý thị trường của HC, cũng như là qua góc nhìn của phân tích kỹ thuật. Sau đó thì chúng ta sẽ đi một số cái thông tin ở trên trang Finasat của chúng ta. Chúng ta có gì ở trên trang Finasat, các chỉ báo trên Finasat giúp chúng ta, hỗ trợ chúng ta dự báo cái thị trường như thế nào, và cái lịch sự kiện cuối cùng là chúng ta sẽ nói về những cái lịch sự kiện mà chúng ta sẽ cùng phải lưu ý ở trong tuần tới. Ok mọi người nhé. Hôm nay, cái buổi review ngày hôm nay, mình sẽ đặt cho nó một cái tiêu đề, đó là một tuần có lẽ là sẽ rất là bận rộn. Ngày 25 tháng 1 năm 2021 hôm nay, chúng ta cùng bắt đầu, hôm nay đã kết thúc thứ hai rồi, còn 4 ngày nữa. Nhưng tuần này với cá nhân mình nghĩ chắc hẳn nó sẽ là một cái tuần rất là bận rộn đây. Vì sao? Bởi vì tuần này chúng ta có nhiều cái sự kiện rất là lớn, mang tầm rất là lớn. Và những sự kiện đó nó có thể giúp chúng ta xác định lại cái kỳ vọng, cho chúng ta lại một cái kỳ vọng ở trong cái thời gian tới, cũng như là sẽ xác định cái hướng đi của thị trường ở trong cái thời gian tới. Nên có lẽ tuần này, sau cái phiên, những phiên rất bất thường ở tuần trước, thì trong tuần này có lẽ đây sẽ là những cái phiên mà nó sẽ giúp thị trường cân bằng lại, và sau đó nó giúp chúng ta xác định được cái hướng đi mới. Trước khi chúng ta điểm qua cái những cái nội dung đó, thì hôm nay chúng ta cũng sẽ thuật lại cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Phiên giao dịch ngày hôm nay là một phiên giao dịch ngay đầu tuần chúng ta đã cảm thấy được cái sự giằng co rất là lớn. Thực sự phiên hôm nay là một phiên rung lắc và giằng co hết sức lớn, và nó giống như cái cách mà chúng ta đã nói ngay từ khi bước vào cái buổi livestream ngày hôm nay, là tuần này có sẽ là một tuần bận rộn, và đúng ngay từ đầu tuần đã là một cái phiên hết sức bận rộn và hết sức là gay cấn. Hôm nay thì thị trường dập dìu trong phiên, có những lúc tiền vào khỏe, có những lúc tiền yếu đi, và cuối cùng là đóng cửa một cây doji. Cá nhân mình nghĩ là hôm nay nó chưa mang lại quá nhiều cái điều mới cho xu hướng. Tất nhiên là sẽ có những cổ phiếu vận động tốt, có những cổ phiếu vận động xấu, nhưng nhìn chung xét ở mức độ toàn cảnh thì sau cái phiên giao dịch mà giảm mạnh ở tuần trước thì những hai cây hồi cũng là bình thường, và cây ngày hôm nay nữa nó cũng tương đối, cá theo cá nhân mình thì nó cũng tương đối bình thường. Nó như dự kiến của chúng ta, và có lẽ là cái xu hướng ở trong tuần này nó còn như vậy. Tại sao xu hướng trong tuần này nó còn như vậy và tại sao cần tích lũy, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi những cái ý hết sức là chi tiết. Nội dung của chúng ta thì nó sẽ gồm một số phần. Tất nhiên là chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ phân tích lên thị trường, chúng ta phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam, chúng ta đi đến một số cái lịch sự kiện đóng cái vai trò quan trọng, và sau đó là chúng ta sẽ cùng chúng ta tổng kết lại và xác định một cái kịch bản giao dịch cho tuần này. Có lẽ là mỗi tuần khi mà chúng ta gặp nhau thì mình hay nói về bức tranh lớn, hay nói về phân tích về liên thị trường. Thì đây là một cái bức tranh mà có lẽ là tuần nào chúng ta cũng nên review lại, để chúng ta biết rằng là chúng ta đang gần đỉnh lịch sử. Và ở hiện tại, như rất nhiều lần trước chúng ta đã nói với nhau là chúng ta có nhiều niềm tin hơn. Vậy thì so với đỉnh năm 2018, chúng ta đã so sánh cái bối cảnh thị trường này, chúng ta đã cùng so sánh cái bối cảnh thị trường này, thì bối cảnh thị trường này bây giờ với cá nhân mình nó vẫn ổn hơn rất nhiều so với đỉnh tháng 4 năm 2018. Những yếu tố mà hồi đó chúng ta tạo đỉnh, chúng ta luôn nhắc với nhau, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bám sát. Thì chúng ta quan sát từ lợi suất trái phiếu, từ thị trường qua thế giới, từ hàng hóa, từ đồng đô la, tiền kỹ thuật số, trái phiếu Việt Nam, lạm phát Việt Nam, cung chứng khoán, vân vân và vân vân ấy. Thì cá nhân mình nhìn thấy rằng là sau một tuần thì mọi thứ nó đều vẫn khá là ổn. Nghĩa là chưa có những cái dấu hiệu nào mà xấu, ngoại trừ là Bitcoin. Bitcoin có những dấu hiệu đầu tiên của sự suy yếu. Ngoài ra thì ngoài Bitcoin thì những yếu tố khác
gần như là không thay đổi. Đâu đó có những lo ngại khi Biden lên nhậm chức thì có thể ảnh hưởng xấu tới thị trường chứng khoán Mỹ, điều đó cũng không xảy ra. Tuy nhiên thì Bitcoin rõ ràng là tuần vừa rồi Bitcoin có sự suy yếu, và đây là một trong những yếu tố mà chúng ta cần xem xét ở trong tuần này. Với cá nhân mình thì cái biểu đồ của Bitcoin ấy, thì mình mong thôi, mình mong là đừng sập gãy 28.000 đô, mốc 28.000 nghĩa là mốc đường MA50, và nếu không sập gãy cái vùng 28.000 thì cá nhân mình cho rằng là xu hướng nó vẫn ở mức là có thể nói là chấp nhận được, miễn sao đừng sập gãy ngưỡng 28.000, đừng sập gãy ngưỡng 28.000 nhé mọi người nhé. Thì hôm nay thì rõ ràng là nếu cái biểu đồ này mình cập nhật sáng nay thì tới chiều nay thì Bitcoin đã tăng lên trên 30.000 đô. Tuy nhiên thì nếu mà sập gãy 28.000 thì nhiều khả năng là sẽ xảy ra một cái sự suy giảm ở trong trung hạn. Điều này thì không tốt cho chứng khoán. Trong rất nhiều cái buổi trước á, chúng ta cũng đã trình bày là tại sao nó không tốt cho chứng khoán rồi. Bitcoin là một chỉ báo theo mình là rất là nhạy với rủi ro, và do đó thì đương nhiên rồi, khi mà Bitcoin sập gãy á, thì các cái loại tài sản mà có rủi ro khác thì cũng thường là sẽ bị đe dọa, giống như những điều mà chúng ta đã cùng phân tích từ năm 2018, khi mà đầu năm 2018 Bitcoin là nó bị đổ vỡ trước đó, thì hiện tại là mốc 28.000 đô. Tại sao lại như vậy, đặc biệt là với thị trường Việt Nam thì rõ ràng là không có một cái con số thống kê nào đó chính thức cả, nhưng chúng ta cũng đều biết đó là ở Việt Nam cái lượng tiền mà đổ vào các loại tiền số trong đó có Bitcoin là rất lớn, và với tính liên thông của các thị trường thôi, một thị trường này sập gãy mạnh thì có thể nó gây ra, đều là tài sản có rủi ro mà, cổ phiếu thì cũng là tài sản có rủi ro, đều có thể là gây ra sự đổ vỡ của một cái thị trường khác, ít nhất là một cú bán mạnh. Và rõ ràng là không biết là có thực sự là như vậy không, nhưng mà chúng ta đã thấy là cái cú sập Bitcoin hồi giữa tháng từ mốc 40.000 về mốc khoảng thấp nhất là 24.000, thì sau đó rõ ràng là thị trường Việt Nam cũng có những cái cây mà giảm cũng rất là mạnh, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý. Thì tóm lại thì bức tranh mình nghĩ là nó chưa có sự thay đổi rất là nhiều, quá nhiều về bức tranh lớn, bức tranh chung, bức tranh lên thị trường. Gần đây thì mình cũng có một cái bài viết giống như là ngay cái hôm mà thị trường giảm mạnh, mình cũng có một bài viết nói về cái chủ đề này. Mình cũng nói rằng là hiện tại rõ ràng là mình nghĩ rằng là chúng ta nên cần thực sự là vẫn còn đặt niềm tin, khi mà chúng ta tin một cách có lý trí, nghĩa là tiệm cận vùng đỉnh mà không có gì xấu cả. Đó là bức tranh lớn. Còn bức tranh nhỏ hơn thì sao? Bức tranh nhỏ hơn thì mình muốn nhìn một bức tranh trung hạn theo sóng Elliott. Trước khi nói bức tranh này thì cũng nhân dịp quảng cáo, cũng không phải quảng cáo đâu, nếu chị theo dõi lâu rồi thì chị đều biết Finasac có một cái bản đồ tăng trưởng dòng tiền theo thời gian thực cực kỳ là trực quan, đẹp mắt, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng đều thấy là đồng đô la suy yếu, dầu yếu một chút, vàng khá là yếu, cổ phiếu thì vẫn rất khỏe nhé. Còn Bitcoin thì lại yếu đi một chút, trong ngắn hạn thì khỏe lên, nhưng mà trong những ngày hôm nay thì đều có những cái dấu hiệu rõ ràng là đều có sự suy yếu nhất định. Thì đó, chỉ cần nhìn vào bức tranh toàn cảnh này là chúng ta thấy là mọi thứ vẫn ổn, đặc biệt là cho cổ phiếu, thì cá nhân mình nghĩ là mình vẫn đánh giá cao cái điều này thôi. Thì các anh chị ngoài vẫn xét được dòng tiền ở thị trường chứng khoán Việt Nam thì mọi người có thể là xem các đồng tiền Forex, các loại đồng tiền khác nhau, các loại coin, các loại cặp tỷ giá, trái phiếu khác nhau, rồi nhìn xem thị trường Việt Nam có những nhóm ngành nào. Lát nữa thì chúng ta sẽ tới cái phần đó, thì ta sẽ cùng cập nhật cái phần đó xem như thế nào mọi người nhé. Đó, thì lát nữa chúng ta sẽ cùng cập nhật. Vậy thì bây giờ chúng ta trở lại cái bức tranh của VN Index xem nào. Trở lại cái bức tranh của VN Index xem là cái góc nhìn trung hạn sóng Elliott hiện tại thị trường đang ở đâu. Như rất là nhiều lần mình có đề cập rồi, đó là sóng Elliott có thể là nó không giúp chúng ta trong việc giao dịch, nhưng nó giúp chúng ta được một cái rất là lớn, là giúp chúng ta xác định được rằng là cái câu hỏi là thị trường đang ở đâu, để chúng ta biết chúng ta đang ở đâu. Thì đây là cái bước sóng từ đáy, đây là các cái bước sóng của thị trường từ đáy. Mình tạm gọi, tới bây giờ mình tạm gọi đây là sóng 1, khi chúng ta tạm chạm 800, đỉnh sóng 1. Sau đó sóng 2 hình thành thì nó thoái lui Fibonacci 50% này. Mọi người có thể zoom để có thể nhìn kỹ, thoái lui Fibonacci 50% của sóng 1 và nó về cái vùng đây, đúng Fibonacci 50%. Thì sóng 2 này là một sóng phức tạp bởi vì nó đi theo một mẫu hình là A, B, C,
thường là đúng không? Một cái sóng mà nó được phân tách ra ba cái bước sóng nhỏ ABC thì sóng 2 là sóng phức tạp. Thì sau một cái sóng phức tạp đó thì thường tạo đáy và bây giờ đang ở cái sóng 3. Đang đi trong sóng 3. Sau khi sóng 2 kết thúc đây đang đi trong sóng 3. Thì ok, sóng này có một cái phần nhỏ xuống cái này nhá. Nhưng đây không phải là cái sóng 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 4 trung hạn và không phải đây không phải sóng 5 mà tất cả đây là vẫn còn đang trong cá nhân mình nghĩ là đang trong sóng 3, đang trong sóng khỏe, đang trong sóng đẩy. Vậy thì bây giờ đã hình thành sóng 4 hay chưa? Hay là cái sóng 3 này vẫn còn và sau đó thì nó giống như cái đoạn chỉnh nhỏ này. Đây, cái đoạn chỉnh nhỏ ở đây. Và nó bước qua ngàn hai luôn thì mới hình thành sóng 4. Đó là cái câu trả lời bây giờ. Đó là câu trả lời bây giờ. Tại sao phải xác định cái câu hỏi bây giờ, tại sao phải xác định cái câu hỏi đó? Tại sao mọi người cần xác định câu hỏi đó? Bởi vì mọi người nhìn đơn giản mọi người sẽ thấy rằng nếu mà hình thành sóng 4 thì với cái độ dài sóng 3 ở đây. Đây, sóng 3 nó là đây và giả sử là đỉnh sóng 3 ngàn hai đi thì sóng 4 nó có thể thoái lui ít nhất là Fibonacci 38,2% thì nó có thể là về ngưỡng 1040 tới 1050 điểm. Hoặc là thậm chí là như sóng sóng 2 này, sóng 2 nó thoái lui 50% của sóng 1 thì nó có thể về 990 hoặc 1000 điểm thì nó 10 15% nữa từ mức giá hiện tại. Một mức cũng tương đối khá, tương đối nhiều, cũng khá nhiều đấy. Nên bây giờ chúng ta phải khẳng định với nhau là tìm câu trả lời là à bây giờ là đang sóng 3 đây hay là đang trong sóng đã bắt đầu vào sóng 4 rồi. Nếu vào sóng 4 thì đương nhiên là chúng ta phải 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 mất đi một thời gian để đứng ngoài thôi. Bởi vì sao? Bởi vì mọi người sẽ thấy rằng là ví dụ như là sóng 2 này hình thành thành Rome đâu có xây trong một ngày đâu, nó là đã bước vào sóng chỉnh rồi. Ví dụ sóng 2 này nó cũng cần 2 tháng thì ít nhất là sóng 4 này nếu nó hình thành thì nó cũng cần 1 tới 2 tháng. Điều đó khiến chúng ta trong ngắn hạn chúng ta sẽ bớt các cơ hội hơn. Đó, đó. Vậy thì yếu tố nào để có thể giúp xác định đã vào sóng 4 hay chưa? Thì cá nhân mình nghĩ rằng là chúng ta hãy tư duy theo ngưỡng. Chúng ta hãy tư duy theo ngưỡng. Hiện tại thì chưa chắc chắn nhưng ở hiện tại nếu mà so sánh thì chúng ta vẫn đang tốt hơn so với năm 2018 rất nhiều. Trước khi nói là đã vào sóng 4 hay chưa thì mình muốn nhìn lại cái mẫu hình thì rõ ràng bây giờ chúng ta đang đang tốt hơn so với cái cây điều chỉnh. Ở đây cũng có một cái cây giảm mạnh này. Trong cái buổi hôm trước chúng ta đã nói với nhau là chúng ta không muốn không hề muốn cái chuyện đó là có mỗi một mẫu hình nến giống như năm 2018 ở chỗ là có 5-7 cây nến ở đây rồi sau đó là xuyên xuống. Các anh chị có nhớ không ạ? Các anh chị có nhớ không ạ? Thì đây cũng có 4-5 cây nến ở đây rồi sau đó là bị đi xuyên xuống cái vùng này. Nhưng có một cái điều mà mình nghĩ rằng là ở hiện tại chúng ta làm được hơn, tốt hơn, đó là sau khi sập gãy một nến dài như này này thì ở đây đã sập gãy luôn MA20. Và có hai điều mà hiện tại thị trường nó làm tốt hơn. Có hai điều thị trường tại mà hai hai điều ở thời điểm tại mà thị trường nó làm tốt hơn rất là nhiều. Đó là một là đó là không gãy MA20. Không gãy MA20 đây. Và thứ hai là không có bull trap. Nhịp này rõ ràng là năm 2018 chúng ta thấy là gãy luôn MA20, thậm chí là test lại thành công, không thành công MA20. Và có bull trap. Bull trap là sao? Là chúng ta không hồi được quá hai phiên, chỉ hồi một phiên thôi. Đây, cây này giảm này, cây này hồi được chút, xong hôm sau giảm tiếp. Bull trap liên tục ở trong năm 2018. Đặc thù thị trường năm 2018 là và tạo đỉnh ở đây là có bull trap rất nặng và chết là chết trong bull trap. Có thể không chết trong nhịp đầu nhưng bull trap nhịp sau chết rất là nhiều. Đó, chúng ta phải hiểu điều đó. Còn ở hiện tại thì cá nhân mình nghĩ là cây nến này, cây nến rút chân, cây nến hồi nữa, cây nến thứ sáu tuần trước. Và ở đây mình chưa bổ sung thêm cái cây nến ngày hôm nay nữa là chúng ta đã có được 1, 2, 3 nến liên tiếp ở trên MA20, điều năm 2018 không làm được. Và do đó cá nhân mình nghĩ là chưa hình thành sóng 4, chưa hình thành sóng 4. Tuy nhiên nếu ở đây chúng ta cũng phải view một cách thẳng thắn là nếu ở đây cái đường xu hướng hoặc là cái đáy 1140 này, hôm trước chúng ta nói đến 1140 mà bị phá vỡ một lần nữa thì khả năng là xu hướng ngắn hạn là sẽ xấu và ở đây thì rõ ràng là sóng 4 sẽ hình thành thì ít nhất là sẽ về khoảng 1040 hay thậm chí là những ngưỡng sâu hơn. Nên cái ngưỡng để hình thành sóng 4, say yes hay là say no có sóng 4 hay không thì ở đây mình nghĩ là 1140. 1140 là cái điểm mà chúng ta sẽ say yes có sóng 4. Nghĩa là có sóng 4 hay không là thủng 1140 là có sóng 4 đấy. Là rơi 10 15% nữa là hoàn toàn có. Và khi đó là mọi thứ sẽ chuyển biến xấu. Nếu thủng 1140 là hoàn toàn chúng ta nên bán nhé, sẽ rơi sâu. Còn say no không có sóng 4 khi nào, vẫn còn sóng 3 khi nào thì ở đây là cũng là ngưỡng 1180. Hôm trước chúng ta đã nói với nhau là ừ đừng có gãy 1180, gãy 1180 là đi đấy.
và cũng bán mạnh đấy. Thì rõ ràng là gãy 1180 thì bán rất là mạnh, bán rất là mạnh ở đây. Thì đợt này thì rõ ràng là gãy rồi, thì bây giờ nếu mà vá được 1180 sớm, vá được 1180 sớm thì cái kịch bản về sóng 4 nó sẽ không hình thành và tiếp tục sóng 3. Và giả sử như là vá được 1180 đây này thì cá nhân mình nghĩ là thị trường nó sẽ rất là khỏe. Và bây giờ chỉ cần vá được 1180 thôi thì ngàn 2 có lẽ sẽ không là cái điều gì cả. Vì cung ở đây đã được xả bớt rồi, ai bán thì cũng đã bán rồi. Và ở đây nếu mà vá được thêm nốt ở quanh cái khu vực 1180 thì cung ở phần này đã xả bớt thì sẽ nhẹ tâng à. Và mình nghĩ là cú test ngàn 2 sắp tới nó sẽ dễ dàng. Nên bây giờ sẽ có hai ngưỡng để chúng ta tư duy. Phía dưới là 1140 và phía trên là 1180. Phía dưới là 1140 và phía trên là 1180 mọi người nhé. Và nếu thủng 1140 sẽ rất xấu, và nếu vượt qua được 1180 thì sẽ cực kỳ tốt. Cá nhân mình nghĩ là vậy. Và tuần này, quan điểm của mình là hy vọng là thị trường sẽ tích lũy ở quanh cái vùng từ 1140 tới 1180. Tại sao? Thì tại sao mình lại duy trì kịch bản đó? Mình vẫn view lạc quan, mình hoàn toàn là vẫn view lạc quan. Nhưng mà tại sao mình lại nghĩ là tuần này sẽ là tuần tích lũy? Bởi vì như mình đã nói, tuần này sẽ là một tuần rất bận rộn. Vậy tại sao nó lại bận rộn? Thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nhé. Ok, mình check lại tín hiệu một chút, rồi sau đó trở lại trang Finasat một chút để giới thiệu lại mọi người. Đó là trước khi đi vào cái phần là tại sao là tuần này là tuần bận rộn, thì cũng giới thiệu một chút, đó là hiện tại bọn mình là ai thì chắc là mọi người cũng đều biết rồi. Bọn mình làm gì thì có lẽ là mọi người cũng đều biết rồi. Thì để quản trị danh mục thì anh chị vào check cái tính năng quản trị danh mục của HSC để check cái danh mục mình đang nắm giữ, và nó sẽ ra được cái chân dung của anh chị. Và ở đây thì các anh chị nếu muốn bọn mình tư vấn trực tiếp ở trong phiên, hỏi gì đáp nấy, thì ở đây nó có một cái điều kiện sử dụng. Và các anh chị chỉ cần là đăng ký vào danh sách chuyên gia đó, rồi đăng ký thông tin, tất nhiên là sẽ có đội ngũ admin sẽ hỗ trợ các anh chị. Bọn mình cũng như vậy thôi. Một trong những điều mà anh em rất tự hào đó là làm được những sản phẩm rất sạch, làm được những sản phẩm rất chất lượng. Hy vọng là chất lượng, chất lượng bao nhiêu thì tùy mọi người đánh giá, nhưng bọn mình cũng đã cố hết sức. Thì mọi người nếu có thể ủng hộ hoặc là muốn trao đổi thêm một mình thì hoàn toàn là có thể thông tin, check lại các thông tin và gửi thông tin về bọn mình sẽ liên lạc lại ngay. Ok, không quảng cáo nữa. Và phần nó quan trọng đây. Vậy tại sao đây là một cái tuần bận rộn? Thì bận rộn bởi vì nó có nhiều cái sự kiện. Tuần này là một cái tuần là có nhiều sự kiện quan trọng đấy. Chúng ta đã nói trước với nhau. Và tuần này sẽ là một cái tuần chúng ta hay dùng cái từ bản lề, thì đúng là không thể dùng là từ nào khác ngoài từ gọi là từ bản lề. Bởi vì sao? Bởi vì nó bản lề thật. Nó thực sự rất bản lề. Thực sự bản lề luôn đấy. Tại vì nó có nhiều sự kiện lớn. Ngay từ tuần trước chúng ta đã cảnh báo về, chúng ta đã nói với nhau, dặn dò nhau về một cái tuần bản lề như vậy. Và nó gồm những sự kiện lớn như thế nào, nó gồm bao nhiêu sự kiện lớn, thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ có những cái sự kiện, cái lịch sự kiện ở đây. Nó có những sự kiện nó mang tầm quốc tế lẫn mang tầm quốc gia, và nó cũng mang tầm trading. Nó bao gồm Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Rất tự hào là hôm nay ngày 25 tháng 1 năm 2021 chính thức khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng. Sáng nay thì chúng ta đã được chứng kiến những cái hình ảnh nó cũng rất là xúc động. Đó là các vị lãnh đạo dâng hương ở Phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi chiều nay Đại hội trù bị, và mai là chính thức là chúng ta cùng bước vào dành ta một cái kỳ đại hội rất quan trọng, giúp bầu ra những vị lãnh đạo cấp cao nhất có thể lèo lái cái con thuyền đất nước, đúng không ạ? Và thông thường thì lát nữa chúng ta sẽ phân tích sau, nhưng cá nhân mình thì mình cảm nhận thấy là Đại hội Đảng hôm nay nó có nhiều cái yếu tố nó rất là tích cực, vận hội mới của đất nước, nên mình tin rằng sau Đại hội Đảng nó sẽ có những ảnh hưởng tích cực. Về nước ngoài thì có họp FOMC ngày 26-27, thì cá nhân mình cho rằng nhé, thì cũng có nhiều cái đồn đoán, nhưng mà với quan điểm riêng của mình thì đây là cái cuộc họp đầu tiên với thủ tướng Joe Biden, cũng rất là quan trọng. Cái thông điệp mà Fed mà phát đi ấy, thì nó sẽ có một cái vai trò cực kỳ quan trọng trong cho thị trường chính sách, cho thị trường thế giới ở trong thời gian tới. Nhưng theo những gì mình tìm hiểu, cũng có là đọc thôi, cũng phân tích là đọc, tất nhiên là không phải là người chuyên,
nhưng mà theo những gì mình đọc, mình tìm hiểu thì có lẽ là cái thông điệp của Fed nghĩa là sẽ không thay đổi cái chính sách tiền tệ trong ngắn hạn, vẫn giữ lãi suất ở mức thấp và vẫn bơm tiền. Bởi vì sao? Bởi vì có lẽ là chúng ta cũng không đọc, chúng ta cũng đều biết rồi, đó là cái tình hình Covid ở Mỹ nó vẫn như hết sức phức tạp. Một cái rất là quan trọng, tất nhiên là bơm tiền thì sau này sẽ phải đối mặt với nguy cơ lạm phát, vân vân, những vấn đề đau đầu khác. Nhưng nó còn một cái vấn đề nó với Fed ở hiện tại đó còn quan trọng hơn, đó là tỷ lệ thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ vẫn ở tỷ lệ rất là cao và thực sự là nó còn xa cái mức mục tiêu. Nên là có những cái thông tin khác nhau thì ở trong đợt này thì rõ ràng là theo ý kiến cá nhân mình thì trong cuộc họp lần đầu tiên này nó vẫn sẽ thu hút mọi ánh nhìn, không chỉ ở Việt Nam mà ở thế giới, bởi vì Fed quan trọng như thế nào chúng ta cũng đều biết rồi. Nhưng hy vọng là đợt này nó sẽ không có nhiều cái thay đổi trong chính sách và vẫn sẽ là một chính sách đủ nới để có thể hỗ trợ thị trường chứng khoán như trong thời gian vừa qua, có thể giúp thị trường chứng khoán như trong thời gian vừa qua. Đó là cái kỳ vọng của mình, đương nhiên là chúng ta phải dõi theo. Ngoài ra thì còn có những cái sự kiện trong tháng 1 rất là quan trọng, đó là công bố những cái thông tin về tài chính và cái số liệu về vĩ mô. Nó bao gồm FDI này, nó bao gồm xuất nhập khẩu CPI. Tuần tới thì cứ 29-30 cuối tháng là chúng ta có những con số đó, đến hẹn lại lên thôi. Đó, đến hẹn lại lên. Nên là kỳ vọng là một tuần sẽ rất bận rộn. Và chưa hết cái tầm ở tầm lớn thì có một cái tầm ở cái tầm nó quen thuộc với chúng ta là review ETF nội. Và ở đây thì không chỉ có là VN30 mà chúng ta có VN Finlit và có cả VN Diamond. Nên là từ ngay từ đầu tuần chúng ta đã rộn ràng. Giữa tuần chúng ta có Fed, trong suốt xuyên suốt tuần là họp Quốc hội, và cuối tuần để khép lại một tuần nếu mọi thứ ổn thì có thể ETF là một cái cú hích cuối, nghĩa là trong phiên sau phiên ATC thì của ETF mọi thứ biết đâu nó sẽ được quyết định và xu hướng mới sẽ được hình thành. Nên tuần này với mình nó là một cái tuần hết sức là bản lề. Vậy thì với những sự kiện đó thì cái kỳ vọng của mình là gì? Kỳ vọng của mình là vẫn sáng nhé. Kỳ vọng của mình là vẫn sáng. Cá nhân mình nghĩ là cái kỳ vọng của mình là vẫn rất là sáng. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là cái Fed lần nãy chúng ta nói rồi, mình không có nghĩ là nó có thay đổi gì mới, nên kỳ vọng nó không có thay đổi gì mới cả. Thì hy vọng là mọi thứ nó vẫn như vậy, vẫn hỗ trợ từ Fed. Còn đại biểu Quốc hội, họp Quốc hội thì sao? Họp Quốc hội mình lại kỳ vọng một thứ gì đó nó mới mẻ. Và hôm nay thì mình cũng đã chụp lại tin hàng đầu hôm nay ấy, nghĩa là chúng ta thấy rằng là những hình ảnh phải nói là tính họp trù bị này, thông qua quy chế vân vân, thì có một cái thống kê rất là thú vị, đó là tất cả những lần đại hội đảng chúng ta thể nhìn thấy là 2016 này, 2011 này, 2006 này và cả 2001 nữa, thì thị trường nó đều tăng điểm, không ít thì nhiều, và trung bình là thị trường nó sẽ tăng 5,56% trong các kỳ đại hội đảng. Lấy làm ví dụ, như chúng ta đã nói là ngày kết thúc đại hội đảng ngày 28 tháng 1 năm 2016, mà cái ví dụ này mình đã trình bày, mình cũng đã phân tích rồi. Đây, chúng ta nhìn lại cái kỳ đại hội đảng gần nhất ý, là đại hội đảng năm 2016. Đây, đây sẽ có cái con số là ngày bao nhiêu. Ngày 28 tháng 1 là ngày kết thúc. Chúng ta rê và chúng ta thấy 28 tháng 1 nhé. 28 tháng 1, mọi người tìm cái 28 tháng 1 năm 2016 nhé mọi người nhé. Đó, đây, 28 tháng 1 năm 2016. Lúc thị trường xấu như thế mà đại hội đảng thành công là chúng ta cũng thấy là bắt đầu một chu kỳ tăng mới. Nên với mình đại hội đảng là một cái sự kiện quan trọng, ai cũng chú ý về. Nếu là một người con dân Việt Nam, một người có theo dõi thì ai cũng phải cần chú ý. Và nó mang tính cá nhân mình thì thống kê lịch sử cho thấy nó mang tính tích cực cho thị trường chứng khoán. Còn một sự kiện nữa là review ETF thì sao? Review ETF thì cá nhân mình nghĩ là đây sẽ là một cái sự kiện sau khi đại hội đảng bắt đầu mở ra, đúng không ạ? Bắt đầu họp, đúng không ạ? Rồi sau khi mà chúng ta họp xong của Fed thì chúng ta sẽ có, nếu mà tình hình mọi thứ tích cực, chúng ta sẽ có một cái review ETF cuối tuần, review ETF cuối tuần để cân hoặc không cân cái quỹ ETF. Thì trước thêm review thì chúng ta sẽ thấy được rằng là ETF thì nó vẫn hút tiền. Trong khoảng 2-3 năm nay thì cá nhân mình đánh theo dòng tiền nhiều hơn là đánh theo cơ bản. Thực sự như vậy, bởi vì nó có sự trỗi dậy, thực sự là sự trỗi dậy.
thì sự trỗi dậy của các quỹ ETF, thì các quỹ ETF bắt đầu là xuất hiện rất là nhiều ở Việt Nam, đúng không? Các quỹ ETF thì xuất hiện cực kỳ ngày càng nhiều ở Việt Nam. Vậy thì nó làm thay đổi, và cả thế giới nó cũng làm thay đổi cái hình thức đầu tư rất nhiều. Dần dần thì mình thấy rằng là cái dòng vốn nó ngày càng quan trọng, và dòng vốn ETF ngày càng quan trọng này, cách chơi của thị trường nó cũng ngày càng quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì các ETF này nó không có theo phân tích cơ bản gì cả, như chúng ta cũng đều biết rồi, cái mục tiêu đó là bám sát sự biến động chỉ số. Thì cái luồng vốn ETF nó rất là quan trọng với thị trường. Thì trong đầu năm nay này, các ETF vẫn hút tiền, đặc biệt là chúng ta thấy là có quỹ VN Diamond. VN Diamond, đặc biệt là VN Diamond cực kỳ hút tiền. VN30 ETF thì cũng hút tiền, nhưng VN Diamond và VN30 và VN Diamond là hai quỹ của VFM, là hai quỹ hút tiền nhất. Các quỹ còn lại thì hầu hết là ít nhiều thì cũng đều hút tiền. Và trước review mà dòng tiền nó vẫn đổ như vậy thì cá nhân mình nghĩ là mình đánh giá nó vẫn là khá là tích cực. Chúng ta sẽ có, sắp tới chúng ta sẽ có review nhiều ETF nhé, chứ không phải một VN30 không. Chúng ta đều biết là ở đây thì có những quỹ ETF nội có chữ VN á, là review hết. Cái nào mà có chữ VN á là chị thấy là nó sẽ review cả. Chúng ta có VN30, VN Diamond, VN Finlit, VN30 của SAAM, VNX50, tất cả đều review hết. Nên có thể là cái biến động nó cũng sẽ lớn. Tuy nhiên thì mình đã trong cái đợt review này này, thì mình chứng kiến được một cái luồng, một cái sự dịch chuyển luồng nó khá là quan trọng. Đó là mình thấy rằng là nó có sự dịch chuyển luồng từ VN Finlit qua VN Diamond. Nghĩa là sao? VN Finlit là các cổ phiếu tài chính đúng không ạ? Còn VN Diamond là các cổ phiếu hedge fund. Thì đây là cái biểu đồ, trên là biểu đồ của chỉ số VN Finlit này, là nhóm ngành tài chính ấy, của ngân hàng chứng khoán ấy. Còn ở dưới là chỉ số VN Finlit chia cho VN Diamond. Nghĩa là nó thể hiện sức mạnh của VN Finlit so với VN Diamond. Thì ở thời đại hiện tại này, mình thấy rằng là VN Finlit đang yếu hơn so với VN Diamond. Nghĩa là các cổ phiếu, và hôm nay chúng ta cũng đều thấy rồi, các cổ phiếu hedge fund như FPT, như RE, như Germanep, như KDH, như Nam Long thực sự cực kỳ khỏe. Trong khi cổ phiếu ngân hàng chúng ta nhìn lại, chúng ta nhìn CTG, chúng ta nhìn BID, chúng ta nhìn Sacombank, chúng ta nhìn Vietcombank rất là yếu. Và ở đây thì mình thấy là có sự đổi ngôi ở đây, nên là ở đây có sự suy yếu này. Chúng ta nhìn cái ratio này, là cái tỷ số này, là chúng ta thấy là có sự suy yếu. Và chừng nào còn sự suy yếu mà còn sự cắm xuống như này này, cá nhân mình nghĩ đó chưa phải là thời điểm tốt để tham gia vào chỉ số VN-Finlit, nghĩa là các cổ phiếu tài chính. Nên là bây giờ nếu anh chị nói là mua cổ phiếu ngân hàng hay hay chứng khoán chưa, thì cá nhân mình nghĩ là chưa nên vội, ít nhất là phải để hết tuần này, hoặc là đợi tới một khi nào đó nhóm này nó bắt đầu khỏe dần so với lại VN Diamond thì chúng ta có thể là tham gia sau. Đó là những điều mà liên quan tới ETF. Vậy thì cái kết quả review cụ thể như nào thì ở trong slide này mình cũng có đọc lại. Thì thực ra là cái số mua bán nó không nhiều đâu, ngoại trừ là Tiền Phong Banh PDR được thêm vào. Thì ví dụ Tiền Phong Banh là mua khoảng 5 triệu, PDR là mua khoảng 1 triệu rưỡi. BVS cũng có sự trở lại, nhưng BVS đợt này mua khoảng 700 ngàn. Theo dự bán thì chúng ta sẽ có một số cổ phiếu bán nhiều, đó là CTG, Techcombank bị overweight, bị tỷ trọng hơi cao. Ngoài ra chúng ta có Rose bị bán, bị loại ra. EIB thì cũng bị loại ra. Ngoài ra thì Sapeco vì thanh khoản quá kém, chúng ta cũng thấy là đã bị loại khỏi VN30. Đây là những cái cần đáng chú ý. Còn đâu các cổ phiếu khác thì mình thấy là số lượng mua bán nó cũng không thực sự là quá nhiều. Đó, thì những điều này chúng ta cần chú ý. Các chị ai muốn nhận slide này thì có thể comment, like share comment bên dưới, để mình có thể gửi slide này trực tiếp thay mặt Finasat, gửi slide này trực tiếp cho các chị để chị nhìn rõ hơn được là cái tỷ lệ, cái số lượng mua bán. Ngoài ra thì còn nhiều cái ETF khác nữa lắm, các chỉ số khác, VN Diamond, VN Finlit Review, thì mình sẽ gửi thông tin chi tiết cho anh chị. Vậy thì qua những thông tin đó, nãy giờ chúng ta vừa cập nhật với nhau, thì chúng ta có thể tóm lại một số ý như thế nào. Thì cá nhân mình nghĩ là tuần này sẽ là một cái tuần tích lũy thôi, và tuần này đối với nhà đầu tư cá nhân đấy sẽ là, tại vì thị trường đi ngang mà, thì là một cái tuần mà phù hợp cho việc chúng ta cơ cấu lại danh mục, chúng ta cơ cấu lại danh mục, bán đi những cổ phiếu yếu, giữ lại những cổ phiếu khỏe, hoặc là mua mới những cổ phiếu khỏe. Tuần này là tuần mà chúng ta cơ cấu lại danh mục để chuẩn bị nếu có nhịp tăng mới thì chúng ta sẽ cùng lao lên đó, nhịp tăng mới nếu vượt qua 1180 sau tuần này. Còn nếu trong tình huống xấu thì bán bớt các vị thế yếu đi rồi thì cái tổn thất chúng ta
nó sẽ ít hơn. Nên tuần này bởi vì thị trường đi ngang nên đây sẽ là tuần mà cơ cấu và chờ đợi, với cá nhân mình là chờ đợi cái sự phân hóa. Nếu thị trường có tăng tiếp theo, hôm nay chúng ta cũng đã cảm nhận thấy sự phân hóa nó diễn ra như thế nào đúng không ạ? Nghĩa là thị trường hôm nay có tăng, có mã tăng hay không? Có nhiều mã tăng tốt lắm chứ, có RE, có FPT xanh này, chúng ta có nhiều mã tăng tốt, hoặc Hòa Phát đầu phiên cũng xanh này. Nhưng mà giả sử chúng ta nói về CTG, chúng ta nói về các cổ phiếu ngân hàng thì hôm nay hoàn toàn là đuối. Nên sau nhịp này là bắt đầu là có sự phân hóa. Nên chiến lược bây giờ này, đó là chúng ta phải cơ cấu lại danh mục thôi. Chúng ta phải cơ cấu lại để làm sao khi thị trường nó theo hướng nào, chúng ta cũng đều có một cái danh mục mới nó tốt hơn so với danh mục hiện tại. Thì nếu mà theo chiều mua thì cá nhân mình nghĩ là mình tăng cái tỷ trọng cổ phiếu phòng thủ, cổ phiếu an toàn ấy. Ngay cái hôm mà thị trường sập, mình đã khuyến nghị trong các room tư vấn của mình mua FPT, mua RE, mua POW, mua PPC. Bởi vì mình nghĩ là khi mà biến động cao thì giữ các cổ phiếu đó, mà các cổ phiếu phòng thủ thường là cơ bản tốt lắm, mà mình chọn các cổ phiếu đó để an toàn trong thời điểm hiện tại. Mình ưu tiên cho các cổ phiếu trong nhóm VN Diamond tại vì mình thấy rằng là nó hút tiền, có sự dịch chuyển. Nãy mình thấy rằng là mình đã phân tích cái góc nhìn đó. Các cổ phiếu trụ thì nhìn chung là quan sát thôi. Khi chơi hai nhóm này trước này, và nếu mà thị trường theo cái hướng là hướng tốt, bây giờ thì giữ tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục ở một mức độ vừa phải các bạn nhé. Đó. Nên là quan sát các cổ phiếu trụ. Phải thật sự là quan sát các cổ phiếu trụ. Nếu mà thị trường vượt 1180 thì chúng ta có thể lao theo đánh các cổ phiếu trụ luôn. Và bây giờ thì nếu mà mua mới thì chúng ta ưu tiên các cổ phiếu ở trên 20. Nên ưu tiên. Đơn giản thôi. Còn theo chủ bán thì sao? Mình nghĩ là nếu hai tuần đi, một số cái tuần dắt ngang vừa rồi khi mà tới kháng cự là thời điểm đẹp cho Penny. Nhưng tới cái tuần sau tuần này sẽ là thời điểm phán quyết lên hoặc xuống. Nếu lên thì các trụ nó sẽ được hưởng lợi. Còn nếu xuống thì bây giờ Penny sẽ là cổ phiếu bị bán trước. Nên có thể là trong cái tuần đi ngang như này, Penny có cửa. Trong tuần trước đi ngang Penny có cửa. Nhưng qua tuần sau Penny có thể là nguy hiểm. Khi có sự rõ ràng theo bức tranh lên hay xuống thì mình nghĩ là Penny đều có sự nguy hiểm. Thêm một cái nữa là nếu mà nói về các nhóm cổ phiếu trong viên Finlit, ngân hàng chứng khoán, bảo hiểm thì cần có sự cẩn trọng nhất định và chưa cần thiết là phải mua sớm. Chưa cần thiết là phải mua sớm mọi người nhé. Khi nào mua thì chúng ta sẽ nhìn cái sự tương quan của nhóm VNFinLit. VNFinLit thì bây giờ mình nghĩ là nó sẽ cần, chắc là cần một nhịp test đáy ở đây nữa. Cũng thử thách. VNFinLit nó cần một nhịp test đáy ở đây nữa, cũng tương đối là thử thách đấy. Thì nếu mà nó trở lại mạnh mẽ hơn bằng cái tỷ số của nó so với VNDAX hoặc là VN Diamond thì khi đó chúng ta sẽ nghĩ tới chuyện là có thể quay lại. Nhưng đầu tuần này, đầu tuần chúng ta review với nhau thì điều đó thực sự là chưa cần vội. Theo chiều bán thì rõ ràng rồi, lưu ý các cổ phiếu trong nhóm VNFinLit và gãy thì đương nhiên là chúng ta nên bán. Các cổ phiếu trụ thì sao? Cũng nên, cổ phiếu nào yếu thì cũng nên, và ưu tiên cơ cấu là bán đi các cổ phiếu mà đang dưới MA20. Bán sớm, bán và cơ cấu qua những cái nhóm bên này nó sẽ tốt hơn. Đó là cái chiến lược mà đầu tuần mới chúng ta cùng review với nhau. Tuần này sẽ là một tuần bận rộn đấy. Tuần này sẽ là một cái tuần mình nghĩ rằng khá bận rộn. Quan điểm này thì mình chia sẻ khá là rộng rãi. Quan điểm này mình chia sẻ rất là rộng rãi. Và sáng nay thì cũng có một cái bài viết nó thể hiện cái quan điểm của mình. Đó là mình nói rằng là góc nhìn chuyên gia tuần mới, thị trường sẽ có một cái tuần bận rộn. Các chị có thể đọc thêm trên trang Nhanh Chứng Khoán. Nó y chang cái phần nãy giờ mình nói, đã mình cùng nói với tất cả các anh chị. Tuần bận rộn đó, hy vọng mọi thứ sẽ thuận lợi. Nhưng giả sử mọi thứ sứ không thuận lợi thì chúng ta hãy biết tư duy vào một ngưỡng nào đó. Và nếu thị trường tuần này mất 1140, đó chắc chắn sẽ là một cái điều không mong muốn nhưng phải chấp nhận. Và khi đó chúng ta sẽ cùng quản trị rủi ro. Còn nếu tốt sau phiên cuối tuần, sau phiên thứ 6 mà đóng trên 1180 thì quá tốt. Còn đâu mà tích lũy tiếp thì chắc là cũng không sao. Nhưng sống sót qua phần tuần bận rộn như này thì cũng là một điều mình nghĩ là cũng đã là ổn. Một tuần bận rộn và anh em Finasac cũng rất là vui khi được đồng hành cùng mọi người. Tài chính là vậy, đôi lúc là có những cái sự khó khăn lắm. Tuần rồi cái cây mà giảm 70 điểm, mình đêm đó mình ngồi viết ngay những cái ý kiến để cùng chia sẻ mọi người. Biết ngay luôn, ở trong các room mình biết ngay, đó giống như là lời tâm sự. Còn mình hiểu rõ và thị trường không phải là lúc nào nó cũng thuận như cái thời điểm trước, nó có những cái thời điểm như thời điểm tại.
nếu nó xấu đi chúng ta cũng phải chấp nhận. Thực sự nếu nó xấu đi chúng ta phải nhận, người thị trường thì luôn là người thầy, luôn là điều đúng, thì nếu nó xấu đi thì chúng ta chấp nhận và chúng ta tư duy theo ngưỡng. Thì đây là bức tranh mà các chị nên nhớ ở trong tuần này. Vậy tóm lại buổi review, các chị nên nhớ, thứ nhất là bức tranh này sẽ có hai ngưỡng kịch bản của mình, là mình nghĩ là sẽ đi ngang quanh 1140 tới 1180. Và nhớ các lịch sự kiện tuần này, và luôn nhớ rằng cuối tuần sau khi đã qua kinh qua mọi thứ rồi, chúng ta sẽ có một phiên ATC thú vị. Thị trường tài chính là vậy, không thú vị thì chắc là mình cũng sẽ không đam mê tới như vậy, và các chị cũng sẽ không đam mê tới như vậy, đúng không ạ? Ngoài việc kiếm tiền thì đam mê về tài chính là bất tận. Hy vọng là mọi người luôn gắn bó với nhau, cùng đồng hành với nhau, cùng đồng hành với anh em Finasac, và luôn ủng hộ chúng tôi, bọn mình. Mong các chị like, share và subscribe kênh YouTube cũng như trang của Finasac, trải nghiệm thử các sản phẩm, đánh giá, feedback, phản hồi lại cho bọn mình để bọn mình ngày càng cải thiện hơn. Một buổi tối như vậy thôi. Cảm ơn tất cả anh chị đã dành thời gian cho bọn mình, và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong các buổi livestream sắp tới. Chúc sức khỏe mọi người, và hy vọng chúng ta có một tuần bận rộn nhưng bình an và may mắn.